mũi rồi tất cả mọi thứ giống. Nhiều người nói hai vợ chồng em có tướng phụ thể. đi gym với nhau á, mà cái ông kia ông lớn tuổi á, bảo Việt Nam kêu này, ủa con gái của cháu hả, con nên đó. Ủa sao lại nghĩ vậy, sao lại nghĩ là sao lại hiện thế? Tại lúc đó hả là Diệu hả nó như bé 16 tuổi. Bây giờ là quen lâu rồi. Bây giờ là có con, trưởng thành hơn, nhìn nó chững chạc hơn, chứ hồi đó nhìn giống con nít lắm. Con nít lắm. Người phụ nữ nào khi có con, có gia đình rồi á, là cái người phụ nữ đó người ta coi như là lăn lộn với cái gia đình mình. Thật sự là không còn coi bề ngoài của mình nó như thế nào nữa hết á. Thậm chí là sẽ già đi. Nó bây giờ này trẻ hơn rồi đó. Ôi ấy. Rồi sau khi xăm xong là thảm luôn á chị. Nhưng mà sau đó thì bồi đắp vô lại. Ông bồi đắp vô lại cho mình để mình trẻ đẹp hơn. Bây giờ trẻ hơn nhiều đấy. Rồi gia đình có phản đối gì không? Tại vì hồi đó mới đầu nhanh. mới đầu thì khi mà làm giấy tờ rồi bắt đầu mới nói gia đình, thì lúc đó gia đình bên ba mẹ Diệu á thì cũng nói hả là biết ông này là ai, có thể lo được cho mình không. Cái hả là ba thì ngồi hả, họ lý lịch, ba của Diệu họ lý lịch. Rồi hả qua đây mấy năm rồi này nọ có thể lo được không? Gia đình ai nói cho ai cũng lo hết. Thì đúng rồi. Còn gia đình của bên Khương thì ba mẹ mình nói là no, có thể không nhỉ, con khùng á con có suy nghĩ chưa vậy? Không có ai hả mà làm một chuyện mà một tuần lễ thôi mà con đã muốn cưới làm vợ là sao? Nói chung á mình là con một trong gia đình. Nên bởi vậy nên hả ba mẹ rất là muốn mình có một cái vợ. Đó, khác tại vì khi mà thấy nhiều như vậy thì nó trời ơi sao tiền của vợ quá nhỏ tuổi, như một đứa con nít làm sao mà nó giúp con được, bố mẹ chỉ con cô này cô kia mà tại sao con không được thích mà con đi thích những cái một cô bé gái như vậy. Thì cái em mới nói hả là đó là cô bé gái là con thích, chứ không thể nào hả mà con cưới những gì mà bố mẹ thích mà con thích. Cái thì bố mẹ nói là con như vậy là mốt con sẽ hối hận, con nói thì khi mà hối hận đó là con sẽ biết cái gì con hối hận, nhưng con nhất định con làm vì có gì thì con sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà ba mẹ có, tại vì người lớn hay trời, lúc đó là đòi từ luôn mà từ luôn, mày làm gì chuyện gì mốt là con từ, không có gặp mặt nữa, mày muốn làm gì mày làm, nó la đủ thứ hết, rồi nói kia là có nhiều lúc nói nhiều cái là mình cũng xâm tha, mình cũng buồn, mình cũng có kiểu mình thôi thì thôi chết thôi bỏ chứ không chịu nổi. Wow, cái nhà lớn dễ sợ luôn á. Ở Cali mà được một căn nhà này á thì là sống khỏe luôn. Hai vợ chồng. Hai chị Kim Hiền. Chị Hiền có thể vô để tham quan cái tổ ấm của mọi người được không? Sao vậy? Nói thật sự là mình rất là muốn, nhưng mà bà chủ nói xin no, bà không cho. Vậy muốn khổ gì đâu. Vậy thì giờ có thể dẫn Hiền đi Dạ. Như thế nào hả? Ở đây mướn mắt không? Mướn thì mình ký contract hồi 2 năm về trước thì bây giờ hồi đó là 1.200. Ồ, 1.200 là ở đây cái khu này là được một cái phòng ở master trên top room. Thôi, master bedroom thôi á. Là tốt ở trên đó hả? Tốt ở trên á là 1.200. Vậy. Nhưng mà hả? Bây giờ cái phòng đó giờ nó cũng 1.800 rồi. Vậy hả? Dạ, khu này hả thì nó rất là đẹp. Nó xây cách đây cũng khoảng 3 năm thôi. Nha. Thì nhà trong đây thì cũng mắc lắm á, cũng 800 tới 1 triệu lận đó. Ồ. 800 ngàn. Thì đúng rồi, thì ngay cái khu này hồi nãy thì nhìn á, ồ trời, nhìn cái dạng giống như Safari Circle. Rồi hai vợ chồng có quyết định là ở đây dài hạn hay là ngắn hạn tới khi mà bé lớn? Thì chắc cũng ráng để khi mà một cái business của mình là tốt rồi đó. Thì lúc đó mình cũng sẽ yes, mình sẽ mua cái nhà. Dạ, cũng phải nên kiếm một cái căn nhà để cho bé được thoải mái hả? Dạ, đúng rồi. Còn bên đây là? Bên đây là hồ bơi. Ồ, hồ bơi community, hồ bơi. Vậy hả? Vậy thì mình có thể vô trong đó mình trò chuyện với nhau đi thôi. Rất là thoải mái. Kim Hiền rất là cảm ơn hai vợ chồng. Hai vợ chồng đã nói lên những cái điều thật về cuộc sống ở Mỹ. Nhất là việc thuê nhà. Hai người đến với nhau như thế nào? Để em nói trước hả? Hồi đó lúc mà em đi du học ở bên đây á, thì em có đi làm phụ ở một cái quán nước sát ở bên nhà em thôi. Thì vô tình á là em có gặp một cái người chú. Chú đó cũng là khách quen ở cái quán đó. Thì chú mới thấy em lạ mà dễ thương, mà cũng trạc tuổi con của chú á.
Cho nên chú mới nói là hỏi thăm coi em tình hình như thế nào, bên này có người thân hay không này nọ. Em nói em không có người thân bên này. Chú mới thấy tội nghiệp, chú mới nói là chú có một cái anh này, anh rất là dễ thương mà ở gần ý, nhà con á, cho nên là chú giới thiệu cái anh này cho con, có gì thì hai anh em qua lại chơi với nhau, rồi có gì anh giúp đỡ con á, thì tại vì anh ở gần đây. Chú mới cho em số liên lạc, thì em mới liên lạc với ông xã của em. Lúc đó là chú có coi cái tấm hình của ảnh, thì mình biết ảnh vậy đó, xong rồi mình thấy ảnh này thấy cái mặt cũng ok đó, xong mình mới liên lạc với ảnh, thì hai anh em nói chuyện qua lại, hẹn nhau chủ nhật là đi ăn phở. Em tối ngày em chỉ biết đi ăn phở thôi, tại em mới qua chừng có 3 tháng à, tháng 3 2015 là em qua Mỹ, là tháng 6 là chú đó giới thiệu anh ông xã em cho em đó. Lúc đầu cũng chưa có nghĩ là giới thiệu để kết hôn hay gì đâu, chỉ là giới thiệu để làm quen như vậy thôi. Thì mới đầu thì anh đó là bạn của mình gì đó, sau đó bắt đầu nói ê Khương có một cô bé này rất là dễ thương, muốn giới thiệu Khương, phải không? Thì cái hả là anh cũng nói sơ sơ về chị mới qua, rồi hả là ấy cũng tận nhiều, sau đó mình mới gặp. Nhưng mà thường á là những cái gì mà mối tình mà giới thiệu á là rất là khó chịu, nhất là về phái nữ, là tại vì nó không biết cái người này như thế nào ra sao, hay có lừa mình hay không, hay như thế nào không. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi em gặp Khương như thế nào? Em coi hình á thì thấy ảnh rất là bự con. Nhưng mà khi mà ảnh tới đón mình á, ảnh đi cái xe hybrid nhỏ đó, mình thấy mắc cười nữa trời. Trong cái tư tưởng của em lúc đó mắc cười lắm, là em cứ nghĩ á là người bự con sẽ đi cái xe bự. Ảnh bước ra hết hồn, nhưng mà ảnh cười một cười rất là tươi, rất là dễ thương. Rồi ảnh mở cửa mời em lên xe đó, nên là em cảm thấy là người này ga lăng, cũng rất là dễ thương, dễ gần, cảm mến ngay từ lần đầu tiên. Nhưng mà trước khi gặp Khương thì Diệu có gặp ai chưa? Dạ không, tại vì em qua trong vòng có 3 tháng thôi mà, thì em chỉ có đi chơi với bạn bè ở trong trường này nọ kia thôi, chứ cũng không có cơ hội mà gặp bạn trai hay này nọ kia ở bên ngoài. Vậy là hên quá ha. 3 tháng qua là đã có người vợ, một người vợ xinh đẹp mà còn có cả một bé gái 2 tuổi rưỡi nữa. Coi như là Khương rất là... Em cũng là duyên, cái duyên quá ha. Ông xã em nói giống như là em đi nửa vòng trái đất qua đòi nợ ảnh. Rồi xong là sau 3 tháng là hai người quyết định. Không, chỉ trong vòng 1 tuần thôi. Cái gì? Không có ai yêu nhau mà trong vòng 1 tuần mà quyết định lấy nhau. Dạ, thật ra thì... gọi là yêu thì chưa phải là yêu. Đúng rồi. Đúng. Nhưng mà gọi là cảm mến nhau, mình cảm giác rất là gần gũi với cái người này, không hiểu tại sao chị. Không hiểu tại sao. Em có thể ví dụ một chi tiết nhỏ là em feel hai người mà tại vì chị muốn, rất là tò mò. Là tại vì sau cái lần gặp ngày chủ nhật đó thì anh dẫn em đi xem phim, rồi dẫn em đi ăn burrito ở bên này là đồ mễ, lần đầu tiên được ăn đồ mễ, thích lắm. Xong rồi cái ảnh mới chở em về, rồi ngày hôm sau thì vô tình á là em đi chung xe với cái chị bạn của em, mà cái xe của chị đó bị hư, xe đạp điện á. Cái là mình mới gọi cho anh này, không biết là anh có thể chở mình đi tới trường được không, tại vì bây giờ nếu mà vòng lại đi xe bus á thì sẽ bị trễ. Mình đâu có biết là anh này anh đi làm tới 6 giờ sáng anh mới về đâu, mà lúc đó mới 9 giờ thôi, mình đã gọi điện anh mới ngủ được có 3 tiếng, nhưng mà anh cũng dậy anh chở mình đi. Nhưng mà sau này mình biết thì mình cảm thấy anh này anh tốt vậy đó. Nhưng mà anh chở mình đi rồi mình cũng dặn anh không có cần đón em nha. Em thì em không nghĩ gì là cặp bồ hay gì với anh này hết, chỉ đơn giản là anh em giúp đỡ nhau. Thì chiều anh đi anh đón em. Đó, mình thấy cũng lạ lạ, không biết sao là anh lại đi đón mình, chắc là cũng có chút tình cảm như mình vậy đó. Rồi anh chở em đi giặt đồ, tại vì ở bên này á, cái chỗ mà em thuê á là họ không có cái hệ thống giặt đồ trong nhà. Nên là mỗi lần em đi giặt đồ là em phải mang đồ đi ra một ngã tư rất là xa. Thì ảnh thấy cái vậy á, ảnh thấy thương hơn nữa, thấy tội nghiệp á, giống như là thương hại nhiều. Sao nghĩ xấu Khương vậy Khương? Nghe tiếp tục đi. Đấy, nói điều đó. Cái dẫn em đi ra giặt đồ, thì trong lúc mà bỏ đồ đi giặt thì hai anh em có ngồi nói chuyện tâm sự. Em thì tánh em rất là thật tình, những cái chuyện gì bên Việt Nam của em đều kể cho anh nghe. Đó thì anh cảm thấy là cô gái này là cũng là một cái người thật thà, và cái hoàn cảnh gia đình thì cũng không phải là gọi là quá giàu sang cái gì này nọ kia để mà có thể qua đây có một cái cuộc sống du học nó sung túc như nhiều bạn khác. Qua những cái câu chuyện mình nói, ảnh cảm nhận được mình là con người thật thà, còn ảnh thì em cũng cảm giác là ảnh là một cái người rất là đàng hoàng, an toàn cho em. Đúng không? Vậy là chỉ tích tắc trong một tuần lễ thôi, chủ nhật tuần này gặp đúng không? Đúng rồi. Thì thứ bảy tuần sau là ảnh dẫn đi đăng ký kết hôn. Em lúc đó em cũng sợ lắm chị ơi, em cũng không biết cái đường nào đâu đó. Thì em mới cầu nguyện xong em bốc thăm bốc thăm có nên lấy cái anh này hay không, thì bốc trúng 2 lần là được lấy cái anh này. Cái là lúc đó em mới quyết định á, tại vì anh cho em có đúng một ngày suy nghĩ thôi. Anh nói em á là bây giờ anh cho em một ngày suy nghĩ, em muốn
lấy anh hay không. Đưa ra tối hậu thư như vậy. Cái là mình về mình không biết làm sao trong hoàn cảnh đó. Còn về Khương, khi mà quyết định một cái cách mà rất là nhanh, và tại sao lại quyết định là lấy Diệu? Thì cái buổi hôm đó khi mình gặp mặt á, là mình lại mình gặp Si, lúc đó là đang Si đang đứng ở nhà thờ. Thì đứng rất là dễ thương, bằng một cái áo đầm, nó đầm vàng ngắn, cái cục ngắn tới màu vàng, nó dễ thương đứng. Mình gặp cái mình nói chuyện, ôi sao cô bé này mình nói chuyện sao mình hạp quá. Hồi đó mình có nhiều bạn gái mà sao không có bạn gái nào mà hạp với cô bé này hết. Nói chuyện rất là dễ thương, rất là đàng hoàng. Lúc mình về mình nghĩ sao cái cô bé này mình như là duyên gặp lâu lắm hay là kiếp trước hay sao. Không, nhưng mà tại vì sao lúc mà hiền nhìn vô hai người cười á, cái gương mặt là phu thê. Dạ. Nhìn vô nhiều người nói trên giống lắm không? Luôn lúc mà cười á nha, hai nguyên cái cánh mũi rồi tất cả mọi thứ giống. Nhiều người nói hai vợ chồng em có tướng phu thê. đi chim với nhau là cái ông kia ông lớn tuổi á, bảo Việt Nam kia này, ủa con gái của cháu hả, con nến đó. Ủa sao lại nghĩ vậy, sao lại nghĩ đó, là vì hiện tại tại lúc đó hả là Diệu hả, nó như bé 16 tuổi. Bây giờ là quen lâu, bây giờ là có con trưởng thành hơn, nhìn nó chững chạc hơn, chứ hồi đó nhìn giống con nít lắm. Người phụ nữ nào khi có con, có gia đình rồi á, là cái người phụ nữ đó người ta coi như là lăn lộn với cái gia đình mình. Thật sự là không còn coi bề ngoài của mình nó như thế nào nữa hết á, thậm chí là sẽ già đi. Nó bây giờ này trẻ hơn rồi đó. Ôi ấy. Rồi sau khi sanh xong là thảm luôn á chị. Nhưng mà sau đó thì bồi đắp vô lại, ổng bồi đắp vô lại cho mình để mình trẻ đẹp hơn. Bây giờ trẻ hơn nhiều đấy. Rồi giờ đó, gia đình có phản đối gì không? Tại vì hồi đó mới đầu mới đầu thì khi mà làm giấy tờ rồi bắt đầu mới nói gia đình, thì lúc đó gia đình bên ba mẹ Diệu á thì cũng nói hả là biết ông này là ai, có thể lo được cho mình không. Cái hả là ba thì ngồi hả, họ lý lịch, ba của Diệu họ lý lịch. Rồi hả qua đây mấy năm rồi này nọ có thể lo được không. Gia đình ai nói cho ai cũng lo hết. Thì đúng rồi. Còn gia đình của bên Khương thì ba mẹ mình nói là nó có thiệt không nhỉ, con khùng á, con có suy nghĩ chưa vậy, không có ai hả mà làm một chuyện mà một tuần lễ thôi mà con đã muốn cưới làm vợ là sao. Nói chung mình là con một trong gia đình, nên mới vậy, nên hả ba mẹ rất là muốn mình có một cái vợ đó, khác. Tại vì khi mà thấy nhiều như vậy thì nó trời ơi sao tiền của vợ quá nhỏ tuổi, như một đứa con nít làm sao mà nó giúp con được. Bố mẹ chỉ con cô này cô kia mà tại sao con không được thích mà con đi thích những cái một cô bé gái như vậy. Thì cái em mới nói hả là đó là cô bé gái là con thích, chứ không thể nào hả mà con cưới những gì mà bố mẹ thích mà con thích. Cái thì bố mẹ nói là con như vậy là mốt con sẽ hối hận. Con nói thì khi mà hối hận đó là con sẽ biết cái gì con hối hận. Nhưng con nhất định con làm vì có gì thì con sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà ba mẹ có, tại vì người lớn hay trời, lúc đó là đòi từ luôn mà. Từ luôn, mày làm gì chuyện gì mốt là con từ, không có gặp mặt nữa. Mày muốn làm gì mày làm, nó la đủ thứ hết. Rồi nói kia là có nhiều lúc nói nhiều cái là mình cũng xâm thai, mình cũng buồn, mình cũng có kiểu mình nói, thôi chết, thôi bỏ, chứ không chịu nổi. Tại gia đình ai nấy cũng bỏ những cái lời buồn trên mình hết. Mà mình cũng muốn, mà mình muốn nói hả, mình cứ ngồi mình nhắm mắt nói tại sao vậy, mình có xâm thai mình cứ dòm trời nó please tại sao vậy. Mình cứ kiểu như là muốn khóc luôn á, kiểu như tại sao vậy, mà ai cũng chống đối hết. Lúc đó là hai vợ chồng rất là buồn. Dự cứ đòi bỏ nhà đi, là mình phải chạy theo mình năn nỉ, mình lái xe theo mình năn nỉ. Ít chứ cũng 2 năm đầu là rất là stress. Từ 2015 tới 2017 rất là stress. Khi mà có nói là bây giờ tụi con lại có cơ hội rồi đó. Thì lúc đó hả là ba mẹ mới calm down đó. Lúc đó mới gọi là tin là hai đứa này nó thật sự nhau. Và đó, mình phải chứng minh bằng cái tình yêu của mình, bằng trái tim của mình. Tại thật ra người lớn ai cũng lo hết đó. Đúng. Thôi kệ cho ngồi đây đi, để lắng nghe được cha mẹ mình chứ. Rồi con ngồi đây nha. Hai người cũng đã chứng minh là một cái thành quả của mình, một cái tình yêu của mình, bé gái. Thì bây giờ chắc là nhà gia đình Khương rất là thương. Bây giờ là thương nhiều rồi. Mà hai vợ chồng cũng vậy, là từ khi mà có bé Linh rồi đó thì hả mới thấy tình yêu nó mạnh hơn, đúng mạnh không? Hơn cái sức mạnh nó mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ hai người là đang xong cái cuộc sống, là hồi nãy giống như hồi nãy cũng dẫn mình đi tới khu nhà. Thì không có giấu gì đấy với lại tất cả mọi người luôn. Mà vẫn xe, tại sao? Tại sao muốn nói lên cái điều là mình vẫn thuê nhà ở? Chung là cuộc sống bên Mỹ này nó rất là khó khi mà muốn mua một cái nhà bên này. Mà với tiêu chuẩn mình đi làm một cái thì nó cũng khó mua lắm. Nói chung là chưa có cái nhà thôi chứ cái gì cũng có hết. Thật ra cái nhà cũng không quan trọng. Quan trọng là hai người sống với nhau cho tới bây giờ và mãi mãi luôn. Tại vì dù gì cũng đã có một đứa bé rất là xinh, 2 tuổi rưỡi, và cùng phải cùng chung tay nhau nuôi đứa nhỏ lớn.
Rồi có muốn thêm nữa không? Dạ muốn. Dạ dĩ nhiên là muốn rồi đó. Công việc thường ngày của Khương thì như thế nào? Mình làm cho một cái hãng lái xe limousine. Đó, mình giúp lái xe, còn thôi là mình supervisor cái hãng rồi giúp mấy đứa trong hãng như thế nào. Nhưng mà có bị phụ thuộc vào thời gian không? Phụ thuộc thời gian, yes. Khó lắm, tại vì cái lúc nào người ta cần thì người ta gọi. Nói chung là một ngày làm hả là cũng có lúc cho làm buổi sáng, lúc làm buổi trưa, làm buổi tối. Công việc của anh nó có gọi là hot season với lại low season. Đúng. Hot season thì nhiều khi không gặp mặt được con ấy chứ. Khi về là con đã ngủ rồi. Nhưng mà những cái ngày mà anh nghỉ á, là anh đều dành thời gian cho gia đình hết. Anh chở vợ con đi biển, anh chở vợ con đi mua sắm, đi chơi này nọ kia. Nên là không có cảm giác là mình bị thiếu thốn tình cảm. Ví dụ như anh về đi ha, anh về rất là khuya đi, nhưng anh vô anh ôm mình cái, anh hùng mình cái. Cái là mọi thứ nó không có cái gì gọi là mình cảm giác là thiếu thốn hết. Sorry. Em hay bị cảm xúc quá. Nhưng mà tại sao? Tại vì khi mà nói tới điều này, chị cảm thấy là lúc nào trong mắt em cũng giống như là lưng tròng. Em có nhiều điều muốn nói lắm đúng không? Nói chung là em cảm thấy rất là may mắn thôi. Em cảm thấy rất may mắn khi mà em có được một cái người chồng rất là yêu thương em như vậy. Nhiều lúc em cảm giác giống như là một cái người anh, một người cha luôn á. Một người tri kỷ mà mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ. Anh có thể thông cảm với mình. Rất là nhiều chuyện anh che chở cho mình đủ thứ hết. Rồi có tổ chức đám cưới không? Hay là vẫn... Chưa. Dạ chưa. Tới bây giờ luôn. Chưa, dạ, chưa. Đúng rồi. Thì thật sự là em với ông xã em chưa có cái cơ hội để mà tổ chức một cái đám cưới. Cũng chưa có bộ hình cưới nào hết. Nhưng mà lúc nào em cũng mang theo cái bộ hình bầu của em giống như là kỷ vật vậy đó. Em rất là thích cái bộ hình bầu này. Lúc mà em có bầu Aileen được khoảng chừng hơn 8 tháng đó là hai vợ chồng đi chụp cái bộ hình bầu này nè. Ồ, cho chị với lại khán giả xem được. Dạ. Wow. Oh, đây là cái này là hình Hà Nhi, hình của Aileen đó. Wow. Là cứ mỗi tháng hay là như thế dạ, nào? Cứ mỗi lần mà đi siêu âm á. Là cái này là hình chân của Aileen lúc mà mới sinh ra. Dạ. Đây, còn đây là hình bầu của em. Wow. Nhìn khác luôn á. Dạ. Khác hẳn luôn. Đó, hình bầu hai vợ chồng. Thực ra đây cũng là một trong những cái hình mà khi mà mình đám cưới thì mình sẽ để lên. Dạ. Nên là đừng có lo lắng là em dạ, không có một cái đám cưới hoặc là hình cưới. Chắc chắn là em sẽ có. Dạ. Chứ mình nghĩ là một ngày không xa dạ, đâu. Tại vì thấy hai vợ chồng rất là đẹp đôi. Ảnh hơn em thật sự là 14 tuổi. Nhưng mà gọi là cái tâm hồn hai đứa nó đồng điệu lắm. Khó biết lắm, giống như giờ dạ, nó 14, cách dạ, xa 14 tuổi thì không thấy đâu. Nhiều người bạn em cũng nói không nghĩ anh Khương hơn em 14 tuổi đâu. Tâm hồn anh trẻ trung lắm. Anh không có khó chịu, khó khăn gì hết. Không có tính gia trưởng này nọ kia đâu. Anh rất là gần gũi, anh rất là hiểu cái tâm lý của em. Một người đàn ông quá đáng yêu rồi. Dạ, có cái thật sự xấu không? Xấu quá. tại vì thấy rõ ràng là cái gì nó cũng perfect hết á. Mà nếu mà nói là người đàn ông lý tưởng thì thật sự là anh Khương là một cái người đàn ông lý tưởng trong những cái cô gái mà muốn cuộc sống gia đình. Còn nếu mà tật xấu thì nói là tật xấu thì em cũng không biết cái này có phải tật xấu hay không, mà em không thích cái này là anh cứ cái trò chơi dơ lắm. Tự nhiên đang nói chuyện với em vậy á, cái đè em ra lý mũi em vậy á. Chơi dơ lắm. It's just a fun thing. Xong ổng chạy ra ổng cười vậy đó. Thiệt luôn á. Yeah. Và lỡ ví dụ mặt em đang dính son phấn thì ổng không có khe, ổng cứ vậy đó, ổng cứ chọc cho mình bực mình lên. Thích vậy á, thích vậy. Thích làm cho người giòn quậu lên á. Vậy á, cái ổng cười. Vậy là chỉ có mỗi thực xấu đó thôi. Không, còn lâu lâu ở dơ nữa chị. Không, đàn ông ở dơ là chuyện bình thường. Đàn ông ở dơ là chuyện bình thường. Đúng không Khương? Đàn ông mà đâu phải như phụ nữ tụi mình đâu, tụi mình là lúc nào cũng phải gọn gàng á. Không, tắm rửa thì sạch sẽ. Có điều á là có bộ đồ á cứ bận hoài. Ủa là bận sao? Hoài. Có nghĩa là thay ra mà tới khi nào vợ đem bỏ vô chỗ đồ dơ thì mới thôi, còn không. Ủa, vậy là cái là lười. Mình lười. Đồ thì nhiều lắm. Không phải là mình sợ mình dơ nhưng mà thấy bận bộ đồ trong nhà mà hai ngày thay một lần thôi. Còn vợ mình thì muốn everyday là phải thay bộ. Everyday phải thay bộ. Vậy là cái này là cái chung của người đàn ông. Cũng không phải là tật xấu gì nhưng mà cái thói quen của anh vậy thôi. Rồi bây giờ Diệu nói tật xấu rồi đó. Còn Khương có thấy được tật xấu của Diệu không? Không, xấu Diệu thì cũng có gì, chỉ lặng nít thôi. Chứ không có gì hết. Dạ. Cái tánh hay là kid, hay bắt ẩm hay bắt bồng. Yeah. Thiệt luôn. Yes. Mà hồi nãy nhà Hiền thấy lầu á, đừng nói là bắt Khương là khiên. Lâu lâu bắt khiên đó. Bắt cổng bắt khiên đó. Dạ. Hết vậy. Lâu lâu hay giận ảnh. Cái tính con nít hay giận ảnh á.
Hay giận không không thèm nói chuyện. Để thôi, anh cũng im. Anh cũng im rồi anh chọc mình, anh kiếm cớ để anh chọc mình cho mình vui lại. Dạ. Kiểu là sometime cũng như nít, sometime cũng như bà già, cam ràm. Ồ vậy hả, con thích bà già nhưng mà sẽ có cái bữa cơm cho Khương. Đúng, cái đó là có, đó là có, lúc nào cũng có. Đó, cái đó mới là quan trọng. Yeah. Thì là Diệu là người sẽ là nấu chính đúng không? Dạ đúng rồi. Nó ăn ngon lắm, giỏi. Em nấu xong rồi ảnh có thể là ảnh rửa chén sau khi mình ăn xong. Ôi vậy ha, giỏi dữ vậy Khương. Chén rất là dễ thương. Nói là em nấu xong rồi đúng không? Ăn xong rồi ảnh kêu thôi em đi lên nhà nghỉ đi, anh rửa cho. Vậy đó. Nhưng mà với cái thời gian ở bên Mỹ mình đó thì rất là ngắn rồi. Dạ. Con thì bây giờ Diệu cho đi học chưa? Hay là... Dạ bé có đi học rồi chị. Thì rồi mình phải kinh doanh nữa. Dạ đúng rồi. Thì thời gian này để nấu ăn. Dạ thì em đa số là em gom lại cuối tuần. Những cái ngày mà mình không có cái lịch gì nhiều á. Thì mình sẽ nấu ăn vào cái ngày đó. Và thường là mình sẽ nấu vài ba món. Mình để sẵn trên tủ lạnh. Để ảnh pack, ảnh đi làm, ảnh bới cơm, ảnh đi làm đó. Rồi em có thể là... đỡ cái thời gian mà nấu nướng hơn. Vậy thì lấy nhau được bao nhiêu rồi ta? Bao nhiêu chắc năm? Cũng 5 năm rồi. 5 năm? Dạ. 5 năm rồi. 20 tháng 6, 25. Biết đâu được 5 năm hai người làm đám cưới sao? Tổ chức cảnh mời tôi Hiền nữa đó nha. Tại vì tôi Hiền đã chứng kiến được cái mối tình của hai người. Tại vì qua những cái lời kể. Có muốn chồng mình thay đổi gì không? Em chỉ muốn ảnh là lo cho sức khỏe ảnh nhiều hơn. Để sống lâu bên hai mẹ con thôi. Thì vì vậy mình mới đang làm một cái business đó. Để khi nào mình có cái business đó là good rồi đó. Nó tốt lên lời nó. Thì lúc đó mình có thời giờ. Mình bỏ vô thời giờ mình tập thể dục cho mình hơn. Còn bây giờ thì rất là bận cái việc làm. Về tới nhà gia đình thì không ít cái thời gian mà tập thể dục nhiều. Kim Hiền cũng hy vọng rằng là hai vợ chồng sẽ sớm có một cái business riêng cho mình để có thời gian cho con cái cũng như là một cái đám cưới rất là tuyệt vời trong mơ giống như là Diệu muốn. Bây giờ tới cái phần này mới hấp dẫn nè. Diệu có muốn làm một cái điều gì đó cho anh Khương không? Em thì em không có lãng mạn, cho nên là ít khi ảnh là ảnh hay là người hay nói những lời yêu thương nhất cho em. Và hôm nay em có một cái này bí mật cho anh. Cái lá thư gửi cho anh. Đây. Gửi cho ông xã nha. Vậy em đọc cho anh nghe. Ok, em đọc cho ông xã nha. Gửi ông xã yêu dấu. Đây là lần đầu tiên em viết thư cho anh kể từ khi mình quen nhau. Bình thường có lẽ anh là người hay thể hiện tình cảm hơn, hay nói những lời yêu em nhiều hơn. Bởi vì em không quen thể hiện. Nhưng mà trong lòng em á, thì anh luôn là một người chồng, một người cha tuyệt vời nhất. Nhân dịp này thì em muốn gửi tới anh một cái lời cảm ơn mà chân thành nhất từ trong trái tim của em. Là bởi vì anh rất là yêu thương em, anh rất là quan tâm, chăm sóc em từng chút một. Cho nên là em mong là anh sẽ luôn luôn khỏe mạnh để mà ở bên em và con thật là lâu. Và hai vợ chồng mình và anh sẽ cùng xây dựng một cái gia đình thật là hạnh phúc. Thank you. Hay nhân dịp này với chương trình thì hả, hồi đó giờ mình chưa có một lời gọi là cầu hôn nào với Diệu hết. Thì nhân dịp này hả, mình muốn cầu hôn với Diệu. Diệu, anh rất là yêu thương em. Thì anh muốn em hả là forever be my wife ha, forever là vợ của anh. Thì hôm nay hả là anh muốn đeo chiếc nhẫn đó cho em, để em hả là suốt đời là vợ của anh nhé. I love you. Cảm ơn nhé, cảm ơn chương trình. Trời, hai người làm tới xúc động. Nói chung là em cũng rất là mong cái lời cầu hôn này lâu lắm rồi. Tại vì hồi đó tụi em lấy nhau gấp quá. Dạ, cho nên chưa có cái dịp mà ảnh cầu hôn em. Và em cũng nhắc hoài, em nói muốn anh phải cầu hôn em nha, anh phải cầu hôn em nha. Thì tới ngày hôm nay thật sự là em rất là hạnh phúc. Cảm ơn ông xã nhiều. Hai người hôn nhau đi chứ. Và chương trình Vợ Chồng Son cũng cảm ơn hai vợ chồng thật sự. Và cũng
cũng đã để cho hai vợ chồng có một cái kỷ niệm đẹp. Thì em rất là cảm ơn cái chương trình hôm nay, chương trình Vợ Chồng Son đã cho em và ông xã của em là anh Khương có cái cơ hội để mà mình ghi dấu lại cái cuộc hôn nhân của hai vợ chồng. Và em chúc cho chương trình Vợ Chồng Son của mình càng ngày càng đến được với nhiều những cái gia đình ở trên nước Mỹ cũng như là khắp mọi nơi trên thế giới, để mà mang cái câu chuyện của mọi người đến cho cộng đồng để hiểu thêm về những cái cuộc hôn nhân của những cái vợ chồng Việt Nam trên khắp thế giới. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Chương trình cũng xin tạm dừng tại đây.